Kính bạch Minh Sư, con là thiền sinh miền Bắc. Con thường nghe Minh Sư nói thiền không thể thành Phật. Vậy chúng con tu hành và những người tu thiền để làm gì? Và phải tu như thế nào thì mới được thành Phật? Kính xin Minh Sư khai thị cho chúng con được hiểu. Chúng con xin cảm ơn Minh Sư. Đúng vậy, thiền không có thành Phật. Vì vì thiền chỉ an tâm mình lại mà thôi, làm cho cuộc sống mình cảm thấy có sự nhẹ nhàng thôi. Thiền không thành Phật, quý vị phải cần Minh Sư, cần một vị Minh Sư mỗi ngày dìu dắt quý vị đi vào thế giới gọi là thế giới của Phật. Học với Minh Sư, học ở bên trong, không phải học ở ngôn ngữ con người. Thiền quý vị chỉ yên lặng ngồi đó và nhắm mắt và yên tâm, tâm hồn quý vị nhẹ nhàng yên ổn xuống, quý vị mới nhận thức được sự khai ngộ. Quý vị sẽ cần gặp Minh Sư, được Minh Sư khai mở trí huệ của mình và dìu dắt mình mỗi ngày mỗi ngày. Nếu quý vị được truyền tâm ấn rồi thì Minh Sư luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh quý vị, dìu dắt quý vị, không bao giờ xa quý vị một ly. Đó là cái tu của quý vị. Niềm tin của quý vị đối với Minh Sư, lòng chân tình của quý vị mỗi ngày, đó là tu trên con đường thành Phật. Quý vị mỗi ngày làm những điều gì đó giúp cho mình, giúp cho người, thương yêu người, đó là tu. Mỗi ngày quý vị tu, chứ không phải là quý vị ngồi thiền chỗ này là quý vị mới thành Phật. Không, quý vị ngồi đó chỉ là bệnh thiền mà thôi. Nhưng quý vị thiền để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng xuống, cho tâm hồn mình an lạc, tâm hồn mình cảm thấy bình an xuống mà thôi. Chứ không phải quý vị thiền mà quý vị sẽ nhận thức được cái trí huệ này. Không bao giờ quý vị thiền mà quý vị sẽ nhận thức được trí huệ. Thấy không? Muốn nhận thức được lòng bác ái, lòng từ bi bên trong quý vị, cái trí huệ này, thì quý vị phải đối mặt với sự thật ở bên ngoài. Phải đi vào chúng sanh, đi vào nhân thế, thì quý vị mới là một con người nhận thức được bên trong của mình. Còn quý vị trốn trong rừng, trong am, trong núi, không ai được thành Phật cả. Cho nên quý vị thấy tại sao thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành đạo rồi, Ngài đã giác khai ngộ rồi, Ngài cũng phải đi khắp mọi nơi, đi khắp mọi góc nẻo để trực diện với chúng sinh. Đó là Ngài đi con đường thành Phật của Ngài đó. Giúp đỡ người chính là giúp trí huệ cho mình đó. Cho nên thiền không thành Phật, quý vị không cần tu cái gì cả. Nếu quý vị gặp được Minh Sư, vị Minh Sư chấp nhận cho mình đi vào thế giới của Ngài, đi vào cái con đường giác ngộ này, con đường thành Phật này, Ngài sẽ dìu dắt quý vị mỗi ngày, 24/24. Đó là cách tu của quý vị đến với Minh Sư. Mỗi ngày quý vị nhớ đến Minh Sư, đó là tu. Mỗi ngày quý vị kêu bằng đặt vào một cái niềm tin với Minh Sư, đó là quý vị đi vào bên trong của mình đó. Đó là tu đó, đó là thiền đó. Thiền không dùng ngôn ngữ, nó thật sự là vậy. Còn cái thiền của quý vị mỗi ngày ngồi đây nhắm mắt lại và yên lặng trong thiền như vậy, đây chỉ là tĩnh tâm quý vị lại, yên lặng lại để quý vị nhận, dễ dàng nhận thức được ở bên trong, biết những điều gì cần thiết mà thôi. Cho nên thiền không thành Phật là đúng như vậy. Cho nên là quý vị, nhưng mà quý vị cũng phải cần thiền để cho tâm trí quý vị nó ổn định lại, làm cho quý vị thọ an bình trở lại, để dễ dàng Minh Sư đi vào bên trong của quý vị, đem vị Phật bên trong quý vị đi về thế giới mà quý vị đang cần, đó là thế giới của Phật. Giới thiệu sách Khai thị 10. Sách Khai thị 10, bí quyết tu hành một đời giải thoát. Kết tập những bài giảng chân lý vô thượng, Guruji Ruma ban tặng cho những chúng sanh hữu duyên đang bước đi trên con đường tâm linh cao thượng.
nẻo nhân gian, mong tìm thấy ánh đao vàng đường tu. Nay ta đã bước vào tu, con đường khắc sĩ mịt mù gian nan. Không tiền, không bạc thế gian, chẳng tu ta quyết chẳng gian xa lìa. Dù ta không bạc không tiền, nhưng có nhiều thứ hơn tiền người ơi. Ta nay tặng những nụ cười, ta nay tặng những nét tươi của mình. Tặng người niềm vui chân thành, tặng người chọn một tấm hình thủy chung. Tặng người những lời chấm ngưng, tặng người tiếng hát sớm hôm giặc dịu. Tặng người tự tái sớm chiều, tặng người hành xử mọi điều an nhiên. Ta nay an thịnh cửa tiền, tấm lòng dân tận vàng hiền khắp nơi. Thế lực ta tặng cho ai, tặng cho huynh đệ sớm mai tu hành. Thầy tu chỉ có tấm lòng, thành tâm rộng mở cái cùng muốn sinh. Tặng người ánh mắt thông minh, cùng nhau dâng bước hành trình gian nan. Tuy ta giao du cõi trần, cũng là khắc sĩ một mình thản nhiên. Ngôi chùa rộng rãi tên thang, ta nay tặng hết chỉ mang thấp liều. Tặng người niềm vui hấp trang, tặng lời cai ngộ điều hay. Tặng người thiện chí lòng này, giúp người thánh thiện bước vào thiền môn. Nụ cười rạng rỡ sớm hôm, cùng lòng bác ái niềm vui tràn hòa. Tặng người chim chỗ của ta, để ta cư ngụ túp lều ngoài sân. An nhiên đi vào cửa thiền, phòng hoa ta tặng cho người còn nam. Cõi tiền rộng rãi mênh mang, đường tu ta tình không mang chuyện.